Ban chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Hải đội Biên phòng 2 ngày 15 tháng 12 năm 1975 15 tháng 12 năm 2020. Qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 luôn nhận rõ trách nhiệm vinh quang trước Đảng, trước nhân dân, trước sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 1986 đến nay, đơn vị đã tổ chức xuất kích hàng nghìn lượt tàu với hàng trăm nghìn hải lý làm nhiệm vụ tuần tra nắm tình hình, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, kết hợp với hộ tống thăm dò dầu khí, khai thác hải sản. Đơn vị đã phối hợp xua đuổi hàng nghìn lượt tàu, bắt xử lý 88 tàu trên 985 người dân nước ngoài vi phạm chủ quyền Việt Nam. Trong công tác phòng chống thiên tai, cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 đã cứu kéo hàng trăm lượt tàu thuyền của các tổ chức cá nhân và hàng trăm lượt công nhân, ngư dân, nhân dân bị bão lũ cuốn trôi về nơi an toàn, phối hợp với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, hàng trăm lượt phương tiện